Rồi hôm nay trở lại với xe Honda RSX ha. Trở lại với xe Honda RSX thì để mình coi coi hôm nay ngày mấy nha. Rồi hôm nay là thứ tư ngày 8 tháng 9 thì hôm nay mình sẽ nói về một cái bệnh của xe RSX và mình cũng đã gặp trường hợp này thì mình sẽ lên cho anh em thấy ha. Đó thì xe RSX này nó bị như thế nào, nó có một cái tiếng kêu là nó cạ như là nó rè 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 ha, cái tiếng rè. Thì ở đây là khi mà nổ mình vô số nó mới bị anh em, vô số nó mới bị. Thì lúc xe này là mình thấy nó giống nhau thì mình thì cái anh này á, anh gặp cái trường hợp này thì anh cũng đã chốt bài rồi, nhưng mà mình sẽ cho anh em coi video để anh em chạy này. Chiếc xe là như là xe RSX 110 nè, quay bờ lắc 110 nè, rồi quay nói chung là RSX 110 bờ lắc rồi quay A 110 đầu bò vuông á là nó bị hết. Là cũng có nhiều anh em bị rồi, có nhiều anh em bình luận là đúng luôn, nhưng mà để anh em mà để thấu hiểu về cái bệnh này thì mình sẽ cho anh em coi, để mình sẽ cho anh em coi cái câu hỏi của ảnh và coi những cái bình luận của anh em và sẽ cho anh em coi chốt bài có bị cái gì nha. Đó thì bây giờ là coi câu hỏi nha anh em. Đó là câu hỏi của ảnh, đó là cái câu hỏi của ảnh. Thì bây giờ đó là mình sẽ cho anh em coi những cái bình luận ha. Đó, mình sẽ cho anh em coi những cái bình luận rồi mình sẽ đi chạy, mình sẽ chạy bình luận ở trên clip luôn. Thì sau đó là mình sẽ phân tích bình luận. Mình sẽ phân tích bình luận với song song chạy trên clip để cho anh em coi, để mà anh em có thể hiểu được cái bệnh của xe này rồi anh em coi nha. Đó. Thì đó là những cái bình luận của những anh em trong hội, bình luận những anh em trong hội ha. Thì chiếc xe này nó như thế nào thì có nhiều anh em á là nói là bị là cái giò đạp, thì nó giống như là cái giò đạp mình mà mình móc lên mà chưa tới nó cạ vô số, giống xe riêng quay của mình đó anh em ha. Giống xe riêng quay của mình thì khi mình ráp cái giò đạp mà mình không kéo lên, ví dụ cái giò đạp đạp xuống như này, cái giò đạp đạp xuống ví dụ bên bên cái lốc nồi là đạp theo theo cái chiều xuống như này, mình đạp cái giò đạp xuống thì lúc mà mình ráp giò đạp vô á thì mình phải kéo nó lên chịu được cho lên vậy, cho cái cục á, cái cục mắt cá của nó đó, cái cục mắt cá của nó phải là nằm cái cục mắt cá của nó là khi mình đạp xuống á, cục mắt cá phải cái lò xo nó phải kéo lên cục mắt cá lên, khi mình đạp xuống mình thả ra cục mắt cá nó chịu lại thì cái lò xo nó phải kéo cái giò đạp lên và
nó sẽ cái ly hợp dò đạp này, khi mình đạp nó sắn xuống anh em, nó sắn xuống để bắt nhông, thì lúc mà mình thả ra mình đạp xong là bắt nhông nó chạy, mình thả ra thì nó phải là xê ra, hai nhông nó không đụng nhau, nhưng mà hai nhông này nó đụng thì mình ráp cái lò xo không đúng thì nó kêu rột rột. Có nhiều anh em bình luận như vậy đó, có những anh em bình luận như vậy thì cái đó là cũng đúng. Thì điều khi anh em là bị là hư cái lò xo dò đạp và gãy lò xo dò đạp thì nó sẽ dò đạp xuống, nó cũng có tiếng thiệt vẹt đó, hoặc là anh em gài không có đúng khớp thì nó sẽ bị. Rồi có nhiều anh em nói là bị cái này cái nọ này, có nhiều anh em nói bị đè tầm lum, rồi nó bị hư tăng cam, hư tăng cam, có nhiều khi là hư tăng cam thì nó cả tới sắt, thì nó cái bánh tăng cam á, nó cả tới sắt, nó cả tới sắt thì nó sẽ cả cái sắt của cái cốt mà để quay cái bánh tăng cam á, bánh tì thì nó sẽ cả vô cọng sắt cam, nó cũng kêu tiếng đó, nhưng mà cái này nó kêu rè 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 rè. Thì hồi đó mình cũng làm một chiếc xe của anh mày rồi, thì khi mà ráp vô thì nó bị cái vấn đề này là chiếc xe RSX, và mình xử lý là rút cuộc là nó bị. Thì từ từ ha, mình sẽ cho anh em coi cái bài chốt sao đó. Thì có nhiều anh em nói là nó bị cái chuông nồi trước nữa, rồi bị cái bi chuông nồi trước đó. Thì anh này anh cũng đã chốt bài rồi, nhưng mà mình muốn có cái video, có cái tiếng kêu thực tế để mà anh em thực nghiệm. Đối với cái này thì nó không có là cái gì cả, nhưng mà khi mà anh em muốn bắt bệnh liền á, nói cho khách nghe, ví dụ như là anh em như là người nào đã trải qua rồi thì có thể người ta có thể là bỏ ra một ngày luôn, người ta không biết kêu cái gì. Nhưng mà cái này có rồi thì anh em lên thì ok, anh em lên thì thấy như vậy thì anh em chỉ có là việc là làm thôi, nó mới xong thôi đó ha. Thì cái bệnh này nó như thế nào thì anh em coi nha. Rồi thì có nhiều chiếc, thì mình nghĩ là có rất là nhiều chiếc bị như thế này, chứ không phải là chiếc này không đâu đó ha. Thì bây giờ là những cái bình luận như vậy, là những cái bình luận này là mình chưa có chốt nha anh em. Thì bây giờ là mình sẽ cho anh em coi chốt bài nha. Rồi bây giờ là mình sẽ coi cho những cái bình luận của tác giả bài viết này chốt bài cho anh em coi để mà biết được ha. Thì rất là đơn giản. Rồi anh em coi cái chốt bài nè. Rồi chiếc xe này là bị cái ly hợp một chiều là 6 viên bi anh em, với lại 6 cái lò xo
là ly hợp một chiều để đạp dò đạp á, rồi mình đã bị xe này rồi. Và khi mà mình lấy ra đó, mình lấy bố ba càng ra, thì khi mà mình quay cái chuông không á, khỏi ráp nồi sau luôn, ráp cái nồi trước vô, khỏi bắn ốc nồi, khỏi bỏ bố ba càng gì hết, hay là bỏ bố ba càng vô mà anh em đè cái chỗ mà cái phe mà gài 6 viên bi, cái phe to đó, thì anh em đè vô, hay là anh em đè bố ba càng vô, anh em khỏi xiết ốc gì hết, nó sẽ ra cái tiếng kêu đó, anh em quay cái chuông nó sẽ ra tiếng kêu đó. Có nghĩa là nó bị cái bi 6 viên bi và cái ly hợp một chiều đó, mình đã bị như thế này thì mình đã thay cái rế bi khác vô thì nó hết. Nhưng mà cái anh này anh chốt bài thì anh lấy cái chuông của rim quay vô cũng hết. Nếu mà anh em thay chuông rim quay phổ thông á, super rim quay alpha đồ vô á, thì anh em phải thay cái ly hợp một chiều này, tại vì cái chuông nó là cái Rony của cái bố ba càng nó ngắn anh em, thì mình thay cái Rony của rim vô thì cái Rony nó thọt vô cái chỗ cái rế ly hợp một chiều này nó dài, cho nên là mình phải thay luôn cái ly hợp một chiều của rim quay luôn đó. Thì cái bộ nồi mà của xe này nếu mà nó hú thì anh em có thể là thay của rim quay vô cũng được, nhưng mà anh em phải xài lại cái đế ly hợp, là có nghĩa là cái đế 4 cọc nè, rồi cái đế mà để bắt vô là bố thì xài giống bố rim quay luôn, nhưng mà cái đế nó đó, có ria Rony nó ăn vô cái cốc số, cái đế mà ăn vô cốc số để siết ốc lại, thì cái đế đó là nó răng răng nhuyễn của RSX là răng nhuyễn, còn của quay rim của mình là răng to đó, nó chỉ khác nhau như vậy thôi đó. Đó thì những cái đó là anh em cần lưu ý. Thì mình cũng đã bị chiếc xe này rồi, và mình chiếc xe thì mình thay những cái nồi, những cái chuông nồi đồ rất là nhiều, cho nên là mình dư cái ly hợp một chiều mình thay qua thôi. Còn nếu mà anh em mà không không được nữa đó, thì anh em thay bố ba càng với lại cái xương bố ba càng của rim quay vô, thì anh em sẽ thay cái bộ ly hợp một chiều 6 viên bi của rim quay vô nó cũng được, ok hết nha. Rồi như vậy ha, như vậy là chốt bài là bị cái này, thì cái anh này anh cũng nói là thay cái bộ nồi của rim Việt vô là được, cái thay bộ nồi rim Việt thì thay cái cặp nhông thú, rồi cái xương đế ba càng cặp nhông thú, rồi mình sẽ lấy cái đế nồi sau lại, đế lò xo đồ nồi sau của quay S110, tại vì cái Rony nó là Rony nhuyễn rồi ha. Đó là đã làm sáng tỏ được cái câu hỏi này của ảnh, và ảnh cũng đã chốt bài rồi. Rồi anh em trong hội giỏi quá, cái này là mình cũng đã bị rồi, cho nên là mình cũng ok, mình cũng có thể chia sẻ rồi ha. Thì cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi, có gì anh em nhớ đăng ký kênh của mình nha. Rồi cho những cái ngày mà cách ly này mình chia sẻ với anh em, nói chung là chia sẻ là hạnh phúc thôi, chứ mà những cái này là cái kiến thức là phổ thông thôi chứ không có gì cao siêu hết, nhưng mà mình cứ đăng, mình cứ chia sẻ nha anh em, thì đó là những cái mà điều mà mình thích thì mình cứ làm thôi, không ai bắt buộc mình hết, miễn sao đừng có vi phạm quy tắc là thôi, với lại không có vi phạm pháp luật thôi, mình cứ làm thôi ha anh em. Cảm ơn anh em.